Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đang được lan tỏa tại tỉnh Quảng Ngãi. Những người mẹ đỡ đầu đang mở rộng vòng tay yêu thương, hỗ trợ chăm sóc và trở thành điểm tựa cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương được phát triển toàn diện. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. 8 năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã khiến người vợ qua đời, còn người chồng bị thương nặng, mất sức lao động. Từ đó, hai anh em Hòa và Thu trú tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ phải nghỉ học. Thương các con, những người mẹ đỡ đầu đã kịp thời tiếp sức làm điểm tựa cho gia đình. Thì cha con của em thật là sống rất bà con trao không chứ ngoài rồi, rất khổ. Dạ. Cũng nhờ mấy cô ở đây rồi hàng tháng rồi cũng cho trả cấp cho số tiền đó rồi cũng đi chợ đi quán cho con em. Thì còn em làm lạc vạc đây, chân cản nó yếu quá không có làm cái gì được hết. Mà thấy các em nó thiếu vắng tình cảm của cha của mẹ nó đó thì tôi rất là chia sẻ và cũng rất là thương xót các em, bởi vì trong khi đó những ngày khó thì các em, những gia đình khó thì các em được mẹ chăm sóc. Bởi vì mặc dù là vắng không có mẹ nhưng mà có chúng tôi thì các em cũng thấy như là người mẹ thứ hai vậy đó. Còn em Nguyễn Công Trứ, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, vốn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng lúc Trứ 11 tuổi, bố mẹ của em đã lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Nhiều năm nay, Trứ sống cùng bà ngoại, không nguồn thu nhập trang trải, cuộc sống của hai bà cháu càng trở nên khó khăn hơn khi bà đã lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm. Chia sẻ với hoàn cảnh cũng như tiếp sức cho em tới trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hải đã nhận làm mẹ đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng đến khi em tròn 18 tuổi. Nhà có cô lai nấu nướng cũng giúp đỡ giúp cháu cũng sang sát thoáng nộn hả, nó ăn hạt là sâu cũng hơi tham luôn chứ còn không có cho co nên cho mẹ trái thấy không biết làm sao. Thời gian qua, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp hội phụ nữ Quảng Ngãi đã quyên góp kêu gọi hỗ trợ vật chất tinh thần cho hơn 500 trẻ mồ côi bằng nhiều cách làm khác nhau, hỗ trợ tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hỗ trợ mua sắm dụng cụ học tập vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm, phân công người chỉ bảo việc học, nấu ăn. Thì thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân sẽ đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu và tiếp tục sẽ nhận và đỡ đầu nhiều cháu, nhiều các em mồ côi hơn nữa. Chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang truyền đi thông điệp giúp trẻ mồ côi được sống trong tình yêu thương của cộng đồng. Sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần không chỉ là tình cảm trách nhiệm mà đã trở thành nét đẹp truyền thống nhân văn của người Việt. Như tia nắng xoa dịu sự mất mát, Mẹ đỡ đầu đã và đang giúp trẻ mồ côi có thêm điểm tựa, thực hiện ước mơ của mình.